Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có nhiều điều kiện về tự nhiên để phát triển kinh tế xã hội, nhưng xã Ngọc Chiến, huyện Mường La còn nhiều khó khăn về nội lực để phát huy những lợi thế này. Chung tay cùng địa phương, Trung tâm Thẻ và Chi nhánh Ngân hàng Agribank Sơn La đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ các trường học và hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên thời sự. Với 22 lớp và gần 1.000 học sinh, trường trung học cơ sở Ngọc Chiến còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là khi ngôi trường này đang hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới. Chia sẻ khó khăn với nhà trường, Trung tâm Thẻ Agribank đã gửi tặng nhiều trang thiết bị dạy và học như máy chiếu, tủ sách, đồ dùng học tập với tổng trị giá 85 triệu đồng. Hôm nay chúng em rất vui vì được các cô chú từ Ngân hàng Nông nghiệp gửi trao những món quà và ý nghĩa, và em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt. Trong quá trình để thực hiện cái công tác giảng dạy về cái phương tiện để dạy học thì còn đang rất là thiếu thốn. Và thông qua cái chương trình này thì chúng tôi thấy được rằng là nó sẽ mang lại cái hiệu quả cho cái việc nâng cao chất lượng trong cái thời gian tới cho các học sinh cũng như chất lượng chung của nhà trường. Và trong cái qua những cái chương trình như thế này thì chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để trường sớm sẽ đạt được trường chuẩn quốc gia. Bên cạnh việc hỗ trợ nhà trường và các em học sinh, các đơn vị cũng hỗ trợ kinh phí để cùng với xã Ngọc Chiến hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần cải thiện diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống cho nhân dân. Đơn vị của Agribank trao tặng về liên quan về cái giáo dục cũng như là về đường giao thông nông thôn. Thì với các chương trình hỗ trợ của nhà nước cũng như các mạnh thường quân thì chúng tôi đang cố gắng phấn đấu. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng cán đích và xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi lưu tâm đến các vùng xa, vùng sâu và các cái vùng mà đặc biệt các xã còn đặc biệt khó khăn. Chúng tôi hướng đến đối tượng là các cái trường học, bệnh viện, rồi là các cái xã đó, các cái cơ sở tầng còn khó khăn. Chúng tôi cũng chỉ mong là đây là một cái món quà rất nhỏ thôi, nhưng là tấm lòng của anh chị em ở Trung tâm Thẻ thì muốn truyền thêm cái sức mạnh, cái niềm tin cho các em ở trường trung học cơ sở Ngọc Chiến. Những món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn của các nhà hảo tâm đã giúp thầy và trò trường trung học cơ sở Ngọc Chiến có thêm trang thiết bị cần thiết để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đồng thời cũng sẽ là động lực để giúp địa phương này hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.